Đời có nhiều cái bất công lắm, người ta muốn cái miệng tôi nhắc tên người ta để người ta được nổi tiếng, được ăn theo tôi, được biết tới người ta, nhưng tôi không được quyền đụng tới người ta, chửi người ta hay một lý do gì nực cười mâu thuẫn không, ép người quá đáng ở Mỹ gọi là hành hạ abuse đó, hiểu không, là tra tấn tinh thần, là hành hạ, tức là trù dập ức hiếp đó, hiểu không. Sáu giờ 36 phút sáng sớm giờ Hoa Kỳ, 30 tháng 12 2022.